Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cbiz. Các bạn thân mến, mới đây xin đưa tin, vào chiều mùng 7 tháng 6, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị lên đường tới Thượng Hải. Và có một điều bất ngờ, ông xã Phùng Tiểu Phong cũng xuất hiện tại đó để hộ tống người đẹp. Đây có thể nói là một trong những lần hiếm hoi của hai vợ chồng này xuất hiện chung trong một khung hình kể từ sau khi biết bao nhiêu scandal và tin đồn ly hôn nổ ra. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Thu hút nhất sự chú ý của mọi người chính là hành động cưng chiều dành cho bà xã của Phùng Tiểu Phong. Không khó để nhận ra, Triệu Lệ Dĩnh khá thảnh thơi, trong khi ông xã Phùng Tiểu Phong thì chịu trách nhiệm cầm đồ. Kể ngay khi xuống xe trước cũng không quên chờ đợi bà xã đi cùng. Cả hai người sánh đôi tình tứ cho thấy rằng mối quan hệ tình cảm của họ rất tốt. Trước đó, cặp đôi này dính phải không ít tin đồn hay liên quan tới cuộc sống hôn nhân. Mặc dù chẳng lên tiếng phản hồi, vậy nhưng hai người vẫn âm thầm dành cho nhau sự quan tâm ngọt ngào. Tuy nhiên, việc xuất hiện bên cạnh Phùng Tiểu Phong chưa phải là điều gây sốt với netizen bởi mọi sự chú ý của công chúng đều dồn hết về vòng eo siêu thon gọn được Triệu Lệ Dĩnh khoe khéo với chiếc áo kiểu cách. Trong bức ảnh được các netizen chụp lại từ phía sau, không khó để nhận ra vòng hai của bà xã tài tử họ Phùng đang sở hữu vóc dáng mảnh mai gọn gàng tới khó tin. Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý đặc biệt khi lên đồ cực chất với áo crop top kết hợp với quần khoét eo gợi cảm. Cô còn sử dụng một loạt phụ kiện danh điệu gồm mũ rộng vành, túi xách Dior và giày tông trắng. Với cách phối đồ trang phục như thế này, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ khoe được thân hình thon thả đáng ngưỡng mộ mà cô còn thể hiện được sự năng động, cá tính của gái một con. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh sử dụng tông màu sáng làm điểm nhấn, thì ông xã Phùng Tiểu Phong lại mặc đồ tối màu. Bà mẹ một con Triệu Lệ Dĩnh khiến khá nhiều người bất ngờ với phong cách thời trang ngày càng cá tính và trẻ trung. Trong khi đó, ông xã Phùng Tiểu Phong lại khá đơn giản với bộ đồ đen giản dị. Vòng eo siêu nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh là thành quả của người đẹp trong việc chăm chỉ tập luyện lấy lại vóc dáng sau khi sinh em bé. Trước đó, nàng Sam Sam đã khiến cả Weibo choáng nặng khi khoe body tập gym với các mối cơ săn chắc tới kinh ngạc. Bên cạnh đó, mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Weibo đã chia sẻ hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh của nhiều năm về trước. Theo bình luận của cư dân mạng, hình ảnh này được một số người bạn thân lâu năm đăng tải trên trang cá nhân vào năm ngoái nhân dịp sinh nhật 32 tuổi của bà xã Phùng Tiểu Phong. Trong bức hình, Triệu Lệ Dĩnh diện một chiếc váy liền thân dáng rộng màu trắng kết hợp cùng với chiếc mũ rộng vành màu vàng. Trên tay bà mẹ một con đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ thì đang cầm một đĩa thức ăn. Có vẻ như đây là hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh cùng bạn thân đi chợ đêm của nhiều năm về trước. Theo đó, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh vẫn gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu không khác hiện giờ là bao. Sinh năm 1987 tại một vùng quê ở tỉnh Hà Bắc, Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ rằng bản thân cô lớn lên ở nông thôn với các thế hệ trước trong gia đình đều làm nông. Khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị nhiều người mỉa mai vì xuất thân nông thôn, ăn mặc quê mùa và không có khí chất của một ngôi sao. Bất chấp tất cả, hiện giờ Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một ngôi sao hạng A được săn đón nhất Cbiz và có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã điển trai giàu có Phùng Tiểu Phong cùng một cậu quý tử. Chúng mình là Cbiz, đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ở nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!